Thủy Tiên công vinh, tình tứ ghi hình cho kênh truyền hình thế giới. Cặp đôi được kênh ESPN mời sang quay phóng sự để phát sóng toàn thế giới. Công vinh Thủy Tiên vừa được kênh truyền hình thể thao số 1 thế giới ESPN thực hiện phóng sự về cuộc sống của gia đình. Cặp đôi xem kịch bản lịch quay trong 2 ngày rất kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam được thực hiện phóng sự để phát sóng lên toàn thế giới. Công vinh không chỉ chia sẻ về thể thao, còn tiết lộ nhiều điều thú vị về bà xã Thủy Tiên, người đã ở bên cạnh và có sự ảnh hưởng đến anh trong những năm qua. Cặp đôi luôn tươi cười rạng rỡ. Trong mắt Công Vinh, Thủy Tiên dù rất bận rộn ca hát, vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình để anh yên tâm cống hiến cho thể thao nước nhà. Trước ống kính, Công Vinh thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ hết mức. Sự xuất hiện của cặp đôi vàng trên phố nhận được sự quan tâm của công chúng. Công Vinh là cầu thủ khá nổi tiếng trong khu vực. Anh từng được Thủ tướng Nhật mời dự tiệc và kênh truyền hình quốc gia Nhật làm phóng sự khi anh sang nước bạn thi đấu. Công Vinh còn nằm trong top 10 thế giới cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Nhận thấy sức hút cũng như sức ảnh hưởng của Công Vinh đối với môn bóng đá, nên kênh truyền hình thể thao số 1 thế giới ESPN ngỏ lời mời anh thực hiện phóng sự lần này. Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên chụp ảnh cùng ekip thực hiện phóng sự sẽ phát sóng trong thời gian tới. Không nhận ra Trường Giang khi làm ông chủ đầu tắt mặt tối tại quán ăn mới mở. Loạt ảnh ghi lại những hoạt động của danh hài tại nhà hàng mới mở. Trường Giang xỏ dép tổ ong để tiện chạy bàn tại quán ăn mới mở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lên chức ông chủ đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò nhân viên phục vụ. Danh hài nổi tiếng bận rộn quán xuyến mọi việc trong ngày khai trương cùng bạn gái Nhã Phương. Đích thân mười khó vào bếp để giám sát khâu chế biến. Thật khó để nhận ra người đàn ông đang chăm chú kiểm tra túi đồ thực phẩm kia chính là Trường Giang. Ngồi hướng dẫn nhân viên trang trí món ăn sao cho đẹp mắt. Từng đảm nhiệm trọng trách ông Hoàng trong chương trình Thiên đường ẩm thực, nên điều này ắt hẳn giúp ích nhiều cho nam diễn viên khi mở quán ăn. Quan sát hướng dẫn cho nhân viên làm việc. Vườn rau xanh mơn mởn được chăm bón tự nhiên chính là một trong những yếu tố thu hút thực khách đến với nơi đây. Nếu hỏi sao việc nào thường xuyên đi dép tổ ong nhất thì chắc chắn khán giả đã có câu trả lời sau khi xem xong loạt ảnh này. Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương để dành thời gian làm việc. Ngay cả khi ngồi nghỉ, bạn trai Nhã Phương vẫn không ngơi tay. Chăm chú tính toán tỉ mỉ, bao quát tình hình quán từ trong bếp ra ngoài đường mỗi khi có khách ghé tới thăm. Trường Giang ngồi nhâm nhi đồ ăn và soi nhân viên làm việc, có khi lại bắt gặp lẫn ra một góc ngồi trầm tư một mình như thế này. Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi bị Trấn Thành gọi là quỷ già xoa. Phát ngôn này của Trấn Thành về Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tập 2 của chương trình truyền hình Người Bí ẩn 2017 vừa lên sóng với nghệ sĩ Tấn Bèo, Lê Giang, Hồng Đào, Vân Sơn và Trấn Thành. Tại vòng 1, đội nhà và đội khách sẽ phải tìm ra ai là người đánh đàn. Trong số 4 thí sinh nhí và một cô gái, tuổi nhỏ tài cao, các người bí ẩn nhí thi nhau tung hứng, đánh lừa các nghệ sĩ gạo cội. Trong khi Hồng Đào, Lê Giang bình tĩnh thăm dò, phân tích từng mánh khóe của lời nói lẫn hành động, hai nghệ sĩ Vân Sơn, Tấn Bèo lại chết mê chết mệt vì nữ thí sinh váy đỏ nóng bỏng, vô cùng tự tin và quyến rũ. Cô tuyên bố, chỉ cần tôi đánh đàn là Vân Sơn và Tấn Bèo ngã quỵ dưới chân liền, Trấn Thành mới dám cưới nên tôi tha. Đến với vòng 2, Vân Sơn, Hồng Đào và Tấn Bèo, Lê Giang sẽ phải tìm ra ai là người có thể lật lưỡi 180 độ từ năm hình dạng quỷ vương, cô gái kẹo ngọt. Maxi Bulami, giang hồ đường phố và bò sữa. Với độ tăng động không kiểm soát của các thí sinh, hai đội chơi và chính MC Trấn Thành đều bị đánh lừa bởi khả năng nói nhanh của chàng Maxi Bulami và lời tự xưng chiếc lưỡi dài 11cm của thí sinh bò sữa. Vòng 3 chưa kịp hoàn hồn, năm nghệ sĩ của tập 2 tiếp tục phải nín thở vì màn nằm viễn chai cho xe cán qua người. Chiếc sự lả lướt của thí sinh quỷ già xoa, MC Trấn Thành không ngừng ngại gọi anh chính là Hồ Ngọc Hà, tự nhận là con của thầy trai mô. Thí sinh này cho rằng mình có khả năng phi thường, mặc kệ quỷ già xoa Hồ Ngọc Hà ra sức thị phạm, đội nhà Vân Sơn, Hồng Đào vẫn không tin đây chính là người bí ẩn. Cuối cùng Lê Giang, Tấn Bèo đã giành tỷ số 1 đều vì chọn đúng người bí ẩn.
Trước đó, Trứng Thành bất ngờ đăng tải đoạn clip dài chừng hơn 1 phút, ghi lại cảnh Hồ Ngọc Hà tình tứ ôm vai bá cổ nam MC hài hước. Theo đó, danh hài cho biết, giọng ca gốc Quảng Bình chính là một trong những cô gái mà anh ngưỡng mộ nhất showbiz Việt, không chỉ ở tài năng mà còn ở vẻ đẹp ngoại hình cũng như tình cảm chân thành. Bị Lâm Vinh Hải phụ tình, Lý Phương Châu vẫn làm điều này cho chồng cũ. Mới đây, Lý Phương Châu vẫn khiến không ít người thán phục khi làm điều này cho chồng dù đã chia tay nhau. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Lý Phương Châu lên tiếng về cuộc sống của mình sau khi chia tay với Lâm Vinh Hải. Với tôi, khó khăn không ở vấn đề kinh tế mà là tình cảm. Tôi là người độc lập về kinh tế. Hiện nay Kỳ Kỳ vẫn chưa biết chuyện của bố mẹ vì còn quá nhỏ để hiểu chuyện đó. Đôi khi con cũng hỏi những câu như tại sao bố mẹ lại ở riêng. Tôi thường tìm những cách giải thích để con dễ hiểu, chẳng hạn như ba phải đi làm kiếm tiền mua sữa về cho Kỳ Kỳ uống, hay ba mẹ đi làm kiếm được rất nhiều tiền nên có nhiều nhà, mỗi người ở một nơi để giữ nhà mai mốt cho Kỳ Kỳ. Dần dần con không hỏi những chuyện đó nữa, khi nào con lớn thêm một chút xíu, tôi sẽ nói với bé việc này, nhưng với một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất thay vì kể chi tiết. Tôi sẽ nói rằng bố mẹ không còn là vợ chồng nữa, nhưng vẫn là bạn và luôn là bố mẹ của con. Bố mẹ luôn thương con nhất trên đời và điều đó sẽ không thay đổi. Tôi sẽ nói như vậy để hạn chế tối đa những tổn thương hay nỗi buồn con phải chịu đựng. Kỳ Kỳ thương ba hơn thương mẹ và gắn bó với ba nhiều hơn mẹ. Hãy biết cách chơi và chăm sóc Kỳ Kỳ nhiều hơn tôi. Hãy sẵn sàng chơi những trò con nít với con nên Kỳ Kỳ rất quấn ba. Hãy cũng khá chiều con gái. Ngược lại, tôi thường chơi những trò chơi thông minh như học bài, nói tiếng Anh và dĩ nhiên như vậy con nít sẽ không thích bằng, chị chia sẻ. Khi được hỏi về việc trách nhiệm của Lâm Vinh Hải đối với con, Lý Phương Châu đã từ chối trả lời. Câu chuyện hôn nhân tan vỡ giữa Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải và tình mới Linh Chi vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Mặc cho dư luận ném đá, Linh Chi vẫn vui vẻ và không bận tâm quá nhiều. Trong khi đó, mọi người lại dành nhiều tình cảm, sự chia sẻ cho Lý Phương Châu, vợ cũ của Lâm Vinh Hải sau cú sốc bị chồng phản bội, cũng như tình yêu 11 năm cô dành cho anh. Đặc biệt, mọi người càng thêm yêu và ngưỡng mộ bản lĩnh của người phụ nữ bé nhỏ này khi thấy vẫn đồng hành cùng Lâm Vinh Hải trong một sự kiện tại Singapore. Dù Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đã chia tay, nhưng hành động của cô trong thời gian gần đây khiến không ít người khâm phục. Trường Giang gọi Nhã Phương là bà nội trong Cháu ơi cháu à. Khi được con gái Cẩm Ly hỏi về mối quan hệ với nữ diễn viên, Trường Giang vui vẻ trả lời Nhã Phương là bà nội mình. Trong tập 10 chương trình Cháu ơi cháu à lên sóng ngày 18 tháng 3, bé La và bà nội tiếp tục thực hiện thử thách làm phóng viên chuyên nghiệp. Theo đó, hai bà cháu đến gặp để phỏng vấn và xin chữ ký các nghệ sĩ như diễn viên cải lương Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, nghệ sĩ hài Chính Tài, Trường Giang, Cát Phượng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Phạm Anh Khoa. Trong cuộc gặp gỡ Đàm Vĩnh Hưng, con gái Cẩm Ly mạnh dạn hỏi về chuyện tình duyên của nam ca sĩ. Cựu huấn luyện viên The Voice chia sẻ anh phải đi diễn nhiều, không có thời gian dành cho người yêu nên tình cảm lận đận. Anh nói, chú cũng yêu một cô, thích một cô mà cháu biết đó là ai đó. Nhưng cô ấy không thích chú thì làm sao đám cưới? Khi nào cô Mỹ Tâm chịu thì chú sẽ có vợ. Sau khi phỏng vấn, bé La phải thực hiện tiếp thử thách chơi cầu lông cùng Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù không thành công, con gái Cẩm Ly vẫn có được chữ ký đầu tiên nhờ sự kiên trì. Mr. Đàm khuyên bé La nên mạnh mẽ hơn, đừng khóc nhè để hoàn thành nhiệm vụ. Đến gặp nghệ sĩ hài Trường Giang, bé La làm khó anh bằng hàng loạt câu hỏi hóc búa. Khi Trường Giang xin đổi câu khác, cô bé nhất định không đồng ý. Trước lời chất vấn, cô Nhã Phương là dì của chú, Trường Giang trả lời dí dỏm là bà nội. Bé La hỏi tiếp về điểm xấu nhất trên mặt Nhã Phương và Trường Giang đáp chỉ có tính xấu. Tuy nhiên, anh nhanh chóng chữa lại, cô Nhã Phương đẹp hết, chỉ có mẹ Cẩm Ly là xấu. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Trường Giang, con gái Cẩm Ly xin thêm được chữ ký của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, gồm Chí Tài, Hoàng Mèo và Cát Phượng. Kết quả bé La và bà xin được tổng cộng 12 chữ ký, gồm cả chữ ký của MC Ốc Thanh Vân, chiến thắng nhiệm vụ làm phóng viên. Trong tập tiếp theo của Cháu ơi cháu à lên sóng 25 tháng 3, hai bà cháu bé La sẽ đến với nhiệm vụ khó khăn mang tên Sờ vật đoán hình.